tại chốn tu thiền. Nhiều ni nhẹ lòng mãi mê tin, dù ông gạt tình chẳng khanh minh. Ai ghét ai khinh, cô vẫn luôn tin, mang cả thanh xuân từ bỏ ra đi. Ngàn thu người rời khỏi danh sư, nên để cho ông xa lánh muôn dân. Ông đông dân gì về chốn âm ti. Lòng gian
chân quan. Tên cúng dường hay thường gọi thích sân si, chốn từ bi còn sân si, còn ham muốn thị phi. Cơ quan chức năng sẽ đưa thầy về phường tạm trú. Thầy tu bốn biển năm châu, không âu sầu bới muộn thầy sâu. Thầy tu mang tên Thích Quang, vẽ bên ngoài nhìn ông sang láng. Chẳng dám nghĩ trong tâm thầy đang cứu Phật chứa ẩn lòng gian. Bao nhiêu năm pháp đạo ông giảng, Phật quang đến khắp nhân làng. Chùa Phật Quán Sư thường tọa chân quang, tên cúng dường hay thường gọi thích sân si. Chốn từ bi còn sân si, còn ham muốn thị phi. Cầu được cơ quan chức năng sẽ đưa thầy về phường tạm trú. Thầy tu bốn biển năm châu, không âu sầu bới muộn thầy sâu. Thầy tu bốn biển năm châu, không âu sầu bới muộn thầy sâu.